Tại tỉnh Đồng Tháp, hôm nay các tầng lớp nhân dân cùng hướng về lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tất cả niềm tiếc thương, lòng tôn kính và tri ân một nhà lãnh đạo tài đức. Một buổi lễ tưởng niệm đặc biệt tại chùa Phước Hưng, thành phố Sa Đéc vào sáng nay, nhiều tăng ni Phật tử và người dân khi nghe thông tin đã đến tham dự và bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi nghe tin bác là Tổng Bí thư với trọng của nước mình từ trần, em cảm thấy rất buồn. Khi bác là một người lãnh đạo rất là tài giỏi và biết hương dân. Và hôm nay cũng là em nhân dịp chùa Phước Hưng có tổ chức lễ tưởng niệm bác trọng, thì em có tranh thủ thời gian để đến đây thắp cho bác trọng một nén nhang để tỏ lòng thành kính. Khi được nghe tin bác Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ trần, thì Ban trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc cũng muốn tổ chức một cái lễ cầu nguyện tri ân đối với một người lãnh đạo tối cao của đất nước. Sau được thông tin hướng dẫn của Hội đồng trị sự Trung ương, Ban trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc thiết lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho bác Tổng Bí thư được sanh về cõi an lành. Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được diễn ra đồng loạt tại nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cùng thời điểm với lễ viếng Tổng Bí thư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cố Tổng Bí thư một đời đã cống hiến đóng góp cho sự phát triển phồn vinh và hưng thạnh của đất nước Việt Nam, chăm lo đời sống của bà con được ấm no hạnh phúc. Trên tinh thần tri ân đó, thực hiện theo chỉ đạo của Hội đồng trị sự, thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo cho tất cả các huyện thị và các cơ sở tự viện để thiết lập cái lễ tưởng niệm tại nơi địa phương cho anh linh của cố Tổng Bí thư. Ngay sau lễ tưởng niệm, đông đảo người dân đã đến các chùa để thắp hương tưởng nhớ nhà lãnh đạo tài đức, kiên trung mẫu mực của Đảng, quân và dân ta, xúc động tiếc thương một nhân cách lớn trong con người bình dị. Nhiều người đã không kìm được nước mắt. Nhìn rất là xúc động khi thấy di ảnh của bác. Dù là chưa gặp bác nhưng mà mình coi trên TV mình cũng cảm thấy giống như người thân của mình, rất là giản dị. Thấy xúc động, chẳng hôm qua nay cô cũng thắp hương và cũng khẩn nguyện bác cho bác cũng được yên nghỉ. Đường phố nhuộm màu tang, lòng người cũng dâng niềm tiếc thương vô hạn. Tất cả những tình cảm, lòng tôn kính của hàng triệu con người Việt Nam trong những ngày này đã minh chứng cho câu nói danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Đó là lời nhắc nhở và cũng là lẽ sống của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đến tận lúc cuối đời, và cũng là động lực kim chỉ nam cho các thế hệ trên hành trình góp phần phát triển quê hương đất nước.